Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Văn Tình Tây Đô. Và ngày hôm nay thì mình có mang ra đây một sản phẩm khá là đẹp mắt, cũng khá là chất lượng trong phân khúc xe tải 1 tấn hiện giờ. Và cụ thể thì đó là chiếc xe tải Đông Ben T30, hay các bạn có thể đọc cái tên số loại mới của nó từ năm 2021, nó là SRM T30. Sản phẩm này thì thời gian qua được rất nhiều khách hàng quan tâm, chú trọng đến. Thế nhưng mà trong cái tháng 3 vừa rồi thì nó đang vào cái đợt dịch và đợt hết hàng. Và quay trở lại ở tháng 4 này thì chúng tôi đã nhập về rất nhiều với cái số lượng xe rất là lớn. Vì thế cho nên hôm nay tôi sẽ cập nhật lại cái bảng giá mới nhất về cái đời xe 2022 của T30 và vào thời điểm tháng 4 này, cộng với toàn bộ gói chi phí lăn bánh ra sao, thì mời các bạn cùng dõi theo video này của tôi nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video. Sản phẩm T30 này, trước khi đến cái phần báo giá, chọn gói lăn bánh các thứ, thì mình sẽ giới thiệu lại một chút để xem T30 này nó có cái cải tiến gì mới mẻ không. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy rằng là về cái phần diện mạo, nó cũng khá tương tự cái bản đời 2021 thôi. Vẫn là cái các cái tem dán ký hiệu của động cơ xử lý khí thải Euro 4 này, dung tích động cơ 1.5, đèn xi nhan sườn nó cũng trang bị đầy đủ. Cụm đèn mặt ca năng đằng trước thì vẫn là cụm đèn chiếu sáng bằng dạng bi xê nhông pha cuốt độc lập với các cái đèn gầm, đèn phá xương ở bên dưới. Và cái mặt ca năng này cũng vẫn như vậy, vẫn mang cái thiết kế châu Âu của Đức, giống với những chiếc xe BMW. Đó, và đằng trước này thì vẫn bao gồm tất cả các cái bộ phận dùng để bảo dưỡng, ví dụ như nước làm mát, dầu phanh và nước rửa kính. Các bạn lật capo lên là các bạn có thể bảo dưỡng xe thường xuyên rồi. Và sau đây tôi sẽ mời các bạn cùng vào nội thất luôn để chúng ta xem nội thất có cái gì khác không. Thực tế mà nói thì sau khi tôi quan sát đến cái phần nội thất này thì nội thất của Đông Ben T30 nó chẳng thay đổi gì các bạn ạ. Chẳng qua là sau một thời gian mà ra mắt thị trường thì đương nhiên sau những cái sự còn bỡ ngỡ thì trải qua thời gian thì nhà máy đã nắp những cái sản phẩm nó có cái chất lượng đồng bộ tốt hơn, các cái chi tiết nó sẽ đi với nhau, gắn kết với nhau, nó tốt hơn, nó không có sai số nữa. Và như vậy thì các bạn sẽ có một cái xe rất là ổn định, và thân vỏ các thứ rồi là các cái chi tiết bên trong nó liên kết chặt chẽ thì nó sẽ không gây ra tiếng ồn nữa. Đó là những cái cải tiến. Thực ra là nó đã cải tiến trên cái nền tảng đã có sẵn thôi. Còn nội thất thì vẫn được trang bị đầy đủ, đó là kính điện này, rồi là khóa điện, trợ lực lái điện, điều hòa 2 chiều, và đương nhiên là tích hợp sẵn một cái màn hình. Màn hình này chỉ là 7 inch thôi, và màn hình này là màn hình của nhà máy. Nó đã tích hợp sẵn camera lùi cộng với cái cảm biến lùi rồi, nó rất an toàn. Điều các bạn còn thiếu trên xe bây giờ chỉ là cần một cái cam tiến nữa và một bộ ghế da. Ngoài ra các bạn muốn lắp thêm nhiều cái đồ chơi theo xe để cho nội thất đẹp thêm thì các bạn chỉ cần trang bị thêm ví dụ như bọc trần, bọc ghế da, trải sàn, rồi là trải sàn táp lô nữa. Thế thì cái xe của các bạn nó đã quá đẹp mắt rồi, bọc vô lăng rất là xong. Đó, về tổng thể thì không có gì thay đổi nhé các bạn nhé. Và nó chỉ có sự thay đổi đó là nó đã mượt mà hơn, chặt chẽ hơn rồi. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cái phiên bản thùng kín, một cái phiên bản thùng mà nó khá là đặc biệt và nó rất ít video về sản phẩm này, thì tôi sẽ giới thiệu để cho các bạn hiểu được cái quy cách về thùng kín nhé. Về cái bản thùng kín thì tải trọng của nó chỉ được có 930 kg thôi các bạn ạ. Và nó có kích thước cũng tương tự với thùng bạt, đó chính là dài 2m9, rộng 1m6 và cao 1m54. Và phiên bản thùng kín của T30 thì nó sẽ chia ra làm hai phiên bản, nó một phiên bản là có cửa hông và một phiên bản là không có cửa hông. Đó, nó sẽ chỉ chênh lệch nhau khoảng độ từ 2 đến 3 triệu thôi một cái cửa hông này. Và đa số những cái phiên bản thùng mà chúng tôi lấy về cho khách hàng từ nhà máy đều là có cửa hông, để nó sẽ tiện cho các cái việc mà các bạn có nhiều hướng di chuyển vận chuyển hàng hóa hơn. Thì đây, tôi sẽ cho các bạn xem. Đấy, phiên bản thùng ở đây là phiên bản thùng kín inox có một cửa hông, và hiện tại giá xe của nó đang là 230.500 chưa tính phí lăn bánh. Đó, tôi mời các bạn cùng quan sát kỹ vào trong bên trong cái thùng này đi, để tôi sẽ nói đến cái chất lượng thùng. Như những gì mà các bạn đang quan sát thấy ở đây thì thực sự cái thùng của T30 này rất là chắc chắn. Tôi có gõ cho các bạn xem nhé. Đấy, nó không có một tiếng lọt bọt gì này. Toàn bộ phần khung xương được đi đều, tất cả các phần bao quanh vách và thậm chí là cả cái lóc sàn này luôn này, cái lóc thùng luôn này, đều được đi cái khung xương hết. Và khung xương này là dạng là hộp thép đúc, và cái thép này thì nó có cái tính dẻo dai, đàn hồi rất là tốt rồi. Và ngoài ra thì nhà máy làm chất lượng rất là dày. Các bạn có thể quan sát ở kia thì nó cũng phải khoảng độ với, nó có kích thước là 50x50, và cái bề dày nó phải đến 1,2 mm. Đó, một chiếc xe tải với tải trọng chỉ gọi là 1 tấn thôi mà cái thùng được rất là chú trọng. Ngoài những cái mối hàn này, những con ốc này, thì nhà máy còn rất là cẩn thận đi hết những cái đường keo. Đây,
Các bạn có thể thấy là cái sản phẩm thùng kín thì chắc chắn nó sẽ dành cho những cái mặt hàng mà tránh nước mưa vào và tránh nắng. Cụ thể nó sẽ giữ nhiệt tốt hơn. Thì nhà máy ngoài trừ cái việc ngoài cái việc hàn ra thì nhà máy đã đi keo tất cả các cái mối liên kết với nhau. Đủ có thể thấy được rằng nhà máy đang rất quan tâm đến cái thùng xe của các bạn và đã tạo cho các bạn một cái sản phẩm cực kỳ tốt. Chỉ hơi tiếc một chút là cái sàn này thì sàn xe nó lại là sàn sóng. Và giá như nếu mà nhà máy làm vừa sàn sóng xong lại lót thêm một lớp sàn nữa ở trên thì cái sàn này của các bạn nó vừa dễ rửa này, nó vừa dễ vận chuyển kéo hàng hóa và nó sẽ thêm cái độ dày. Thế nhưng mà không sao, khi mà các bạn cần thì chúng tôi vẫn có thể làm cho các bạn. Nhưng mà đương nhiên là cái chi phí các bạn sẽ bỏ ra. Đối với tôn kẽm thì nó chỉ khoảng độ 2-3 triệu, còn e-lock thì nó sẽ khoảng độ 5-6 triệu, tùy vào cái độ dày nữa các bạn nhé. Trải nghiệm lái trên xe T30 luôn luôn là một cái trải nghiệm lái cực kỳ thú vị và rất là thích thú. Tôi khẳng định với các bạn, trong phân khúc xe tải 1 tấn thì cái khoang cabin của T30 đang là rộng nhất. Và ngoài ra nó lắp được cái động cơ xăng 1.5 rất là mạnh mẽ, các bạn di chuyển rất là êm, nhẹ nhàng và bốc. Nó rất phù hợp để cho các bạn chạy trong phố đó. Và với cái sản phẩm Đông Ben T30 này, hiện tại tôi báo giá là 230.500 rồi. Cái phần chi phí đăng ký đăng kiểm nó gói gọn vào, nó chỉ lên tới 240 triệu là các bạn có thể sở hữu dòng xe này với cái mức giá trả thẳng. Còn với trả góp thì hiện tại dòng xe này mình vẫn hỗ trợ tối thiểu là 150 triệu đồng, còn tối đa nó sẽ lên tới giá trị là 80% giá trị xe đó. Thủ tục thì rất là nhanh gọn lẹ thôi. Nếu các bạn có quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên hệ với tôi để tôi có thể tư vấn cho các bạn về cái thủ tục mua xe rồi là đăng ký đăng kiểm ra sao đó. Ngoài ra thì các bạn hãy nhớ like share video và hãy đăng ký kênh YouTube Văn Tình Tây Đô của tôi để tôi có động lực làm những video tiếp theo. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào.